Nguyễn Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với phần điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ tư 22 tháng Giêng năm 2020. Mở đầu phần tin của ngày hôm nay thì tính đến thời điểm hiện tại thì chính quyền Trung Quốc cho biết rằng số ca tử vong vì virus corona từ thành phố Vũ Hán đã lên con số 17 người, làm gia tăng thêm mối lo ngại trên khắp thế giới về một loại dịch bệnh mới. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, thành phố Vũ Hán đã cấm tất cả các công chức và kêu gọi người dân không rời khỏi nơi đây cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát. Trong ngày hôm qua, Mỹ cũng đã xác nhận ca nhiễm virus Vũ Hán đầu tiên và các trường hợp nhiễm virus cũng đã được ghi nhận ở các nước khác như là Nam Hàn, Thái Lan, Nhật, Đài Loan, Macau và cả Hồng Kông. Theo BBC, thì virus corona này có thể gây ra chứng viêm bệnh phổi lạ, có khả năng gây trực tiếp từ người sang người. Hiện tại thì tại các phi trường quốc tế ở Á Châu cũng đã tiến hành việc quét thân nhiệt hành khách đến từ Trung Quốc. Các biện pháp tương tự này cũng đang được diễn ra ở Mỹ. Các triệu chứng của virus bệnh là cho thấy rằng dịch viêm phổi lạ lần này có thời gian ủ bệnh tương đối dài, vì vậy mà các biện pháp phòng ngừa hiện nay có thể là chưa đủ để có thể ngăn chặn sự lây lan của virus. Chuyển sang phần tin ở Mỹ thì Thượng viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một kế hoạch xét xử luận tội Tổng thống Donald Trump. Và sau hơn 12 tiếng tranh luận với 53 phiếu thuận và 47 phiếu chống, thì Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết do lãnh đạo ở phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell đã đề xuất và các quy định xét xử luận tội của Tổng thống Mỹ. Ngày xét xử đầu tiên của Thượng viện kết thúc lúc gần khoảng nửa đêm ngày 21 tháng Giêng vào ngày hôm qua và phiên xét xử sẽ được nối lại vào chiều ngày hôm nay. Và theo Reuters thì trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, thì lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã đề xuất một loạt điều khoản sửa đổi đối với nghị quyết của Thượng nghị sĩ McConnell. Tuy nhiên thì các đề nghị này đã bị dân chủ đều bị Thượng viện bỏ phiếu bác bỏ. Thượng viện bác bỏ yêu cầu của đảng Dân Chủ về việc Bộ Ngoại giao cung cấp các bản ghi âm về bằng chứng liên quan đến cuộc gọi điện của Tổng thống Trump với Tổng thống Ukraine vào hôm tháng 7 năm ngoái. Và sau đó thì Tổng thống Mỹ đã bị cáo buộc là gây sức ép lên lãnh đạo Ukraine để có thể điều tra đối thủ chính trị của mình. Chuyển sang về phần tin Việt Nam thì Tổng Giám đốc Tập đoàn Đóng tàu AK Bar Cộng hòa Tashansnya đã phản bác tin cho rằng Việt Nam đặt đóng cấm cập chiến hạm Jira 3.9 thứ 3 và cho đến giờ thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Theo báo Đức Việt thì trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí trước mới đây thì Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã cho biết rằng trong khoảng 5 năm tới Việt Nam có thể chưa mua thêm tàu ngầm nhưng tàu mặt nước thì sẽ được tiếp tục bổ sung. Hải quân Việt Nam hiện nay được đánh giá là hiện đại nhất ASEAN. Thế nhưng thì báo Thanh Niên dẫn tin từ tờ Real Times của Nga cho hay việc đóng thêm cặp chiến cho Hải quân Việt Nam vẫn chưa có đàm phán nào thêm và tất cả đều rơi vào im lặng. Trước đó thì báo chí của Nga cho hay trong chuyến viếng thăm và làm việc của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với Tổng thống Cộng hòa Tajikistan vào hồi tháng 12 năm 2019, thì truyền hình của đài nước này đưa tin rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc Việt Nam đặt chiến hạm. Tuy nhiên thì các nguồn tin công nghiệp quốc phòng Nga cho biết rằng việc đàm phán đặt thêm tàu thực tế đã chấm dứt sau thời gian kéo dài hơn 2 năm kể từ khi Việt Nam nhận cặp tàu chiến thứ hai. Lý do của việc ngừng đàm phán này theo các chuyên gia Nga là do cặp tàu Gerard thứ ba sẽ không được trang bị động cơ tuabin khí như 4 chiến trước đó vì do loại động cơ này của Nga vẫn chưa thể sản xuất được mà phải phụ thuộc nguồn cung từ Ukraine. Theo đó, thì kể từ khi Nga cướp bán đảo Crimea, chính quyền Ukraine đã ngưng cung cấp động cơ tuabin khí, khiến cho ngành đóng tàu Nga cũng bị lao đao. Và cặp tàu Gerard thứ hai của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng từ sự việc này, khiến thời gian giao tàu cũng trễ gần 2 năm. Và cũng ngày 28 Tết vừa qua, thì cả vạn ngàn hành khách chờ đợi vật vờ nhiều đồng hồ giờ ở Tân Sơn Nhất để trở về quê đón Tết. Nhiều người đến sớm và cả ngửi ngày trời vì bị sợ kẹt xe hoặc các hãng thay đổi lộ trình bay. Và nhiều người hành khách tranh thủ chưa tới giờ bay, nhiều hành khách đã tận dụng bất cứ chỗ nào có thể ngồi nghỉ ngơi. Và các cửa hàng ăn uống hết chỗ thì những hành khách này ngồi sát bên ngoài và nhiều người thậm chí còn ngủ ngay trên sàn. Tại khu vực làm thủ tục của Vietnam Airlines Jetstar Bamboo, hàng ngàn người đã xếp hàng từ ngoài sảnh trồng trắng vào đến bên trong. Ở khu vực của Vietjet, mặc dù là có nhiều khu vực check-in riêng, nhưng lượng hành khách tập trung quá đông khiến nơi này trở nên ngột ngạt. Nhiều chuyến bay vẫn tiếp tục chậm trễ do quá tải trên đường băng và máy bay đã về không kịp. Và nhiều chuyến bay đã chủ động thông báo cho hành khách trễ 7 tiếng đồng hồ so với giờ đã ghi trong vé.
Và ngoài ra thì theo thông tin của hãng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 22 tháng Giêng có khoảng 965 lượt máy bay cất hạ cánh với số lượng hành khách ước tính gần 200.000 lượt. Và đây cũng là ngày cao điểm nhất trong dịp Tết Canh Tý 2020 tại phi trường này. Và vừa rồi cũng là phần điểm tin trong ngày hôm nay. Nhất Anh kính chào và hẹn gặp lại.